Số 3 Anh Hoạt, bóng tốt. Còn bắn môn nào? Một pha đánh bóng trên chắn có điểm cho Bảo Lâm 10. Chuyển một tốt của Hoàng Đức. Được một tốt của Việt Hùng. Nguyễn Thạch nào? Một pha đánh bóng tốt của Nguyễn Thạch. Chuyển một lại lỗi rồi. Nhưng sau đó là pha phòng thủ thành công của Hải Duy. Phụ truyền của sau một đường truyền rất tuyệt vời của Trung Thế Ngọc. Truyền hai Thế Ngọc. Điểm cho Bảo Lâm 16. Khoảng cách hiện giờ là 4 điểm. Ngọc lấy giải truyền 2 xuất sắc à? Trung Đức phát bóng. Chết thật. Chuyển một tốt của Vĩnh Hoạt. Biên 2 cho Hải rồi. Bám chắn thành công của Trung Thế Ngọc. Qua đây. Chuyển đẹp quá em ơi. Có điểm cho Bảo Lâm. Tiếp tục Hải Duy. Một pha chớp thời cơ. Việt Hùng. Việt Hồng. À đây. Đúng một tốt rồi. À đây Triệu Mai. Vâng, một pha đánh bóng trên. À đây Nguyễn Thạch. Bỏ bóng vẫn chưa được. Tiếp tục ai nào? Vâng, một pha chạy vị trí. Được một tốt rồi. Nguyễn Thạch. Đánh bóng tốt của Nguyễn Thạch. Chắn bóng tốt của Nguyễn Thạch. Vâng. Anh Duy Mai ơi, ở đây thời tiết không nắng nên là hơi lạnh, hơi cóng tay một tí. Khó lắm, bước một Vĩnh Hoạt. Bước một tốt rồi. Ai đây? Nguyễn Thạch. Đánh bóng đi ra ngoài.